Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trốn tìm, thì có rất nhiều bạn đã yêu cầu là mấy em chúng tôi sẽ thực hiện thử thách trốn tìm ở khu chợ bỏ hoang. Thì sau bao nhiêu ngày tháng thì chúng tôi cũng tìm được một cái chợ bỏ hoang các bạn nhá. Thì cái chợ này là cái chợ của xã và nó đã bỏ hoang cách đây khoảng tầm 5-6 năm rồi. Diện tích nó rộng khoảng tầm 800m² các bạn. Đấy, thì ngày hôm nay tôi sẽ có 15 phút để đi tìm. Và mọi người trốn đâu thì trốn, có thể luồn các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, trốn tìm hôm nay lại không có tới các bạn, là chỉ có thằng phòng thôi. Thì đầu ló là thật chơi cái sơ lên người cuối cùng trả lời tôi còn thua, chứ chơi trốn tìm mà không thể làm mà tôi thua nó được. Còn Vinh mới hiếu thì các bạn ơi, không tính tiền. Thì anh Côn cũng chỉ gọi là gãy thế thôi, thực ra cũng biết trốn chỗ nào đâu. Tôi hôm nay mới là vua trốn tìm mà các bạn, ăn chặt kèo này được 1 triệu đồng. Tôi, Hiếu Ruồi, tham gia chương trình trốn tìm ở tại chợ, mã tại chợ nha các bạn nhé. Từ đầu giờ các bạn biết rồi đấy, ba cái thằng bốc phét kia có biết cái gì đâu mà cứ gọi bốc phét. Chỉ được cái bốc phét thôi, không biết trốn đâu. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Rồi. Bây giờ mọi người đi trốn đi, bắt đầu. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như Android. Nếu bạn nào muốn chơi, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Và app này là một app mới lên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và sự kiện siêu hấp dẫn sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Chúng ta sẽ cùng chờ đón. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền bằng cách là chia sẻ lên Facebook để nhận 3.000 đồng mỗi ngày. Để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. Và app này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là nạp qua thẻ cào, Momo Pay, Zalo Pay. Và app này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lẩu hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền nhá. Thì các bạn hãy chọn một loại game mà các bạn yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá đi. Thì cái game bắn cá này cũng rất đơn giản. Thì chúng ta cứ săn được nhiều cá thì là tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhá. Đó. Để có thể rút tiền được thì chúng ta hãy tiến hành liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy vào liên kết tài khoản ngân hàng. Và sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Như vậy đây là một app chơi có rất nhiều loại game hay, chúng ta có thể giải trí và kiếm tiền được. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Các bạn ơi, thì đi tìm một vòng quanh chợ bỏ hoang này thì tôi thấy mỗi chỗ này là hợp lý nhất các bạn. Thì tôi sẽ trèo lên cái tên nước kia các bạn nhé. Tìm mãi được cái chỗ thích hợp này các bạn. Bây giờ tôi sẽ chui vào chỗ hòm thóc ngày xưa ấy các bạn nhìn. Hòm thóc ngày xưa gì đấy. Đấy, chắc khả năng gà ỉa trong đây, chúng mày ở trong đây nhá. Tôi sẽ chui vào đây nhá. Thì tôi tìm được ở chỗ ô tô này nhá các bạn. Tuy nó thưa thớt thôi nhưng mà tôi chiến thắng các bạn ạ. Tại vì anh Ngọt này không cấm luồn nha các bạn nhé. Thì tôi sẽ luồn các bạn ạ. Còn mấy thằng đàn kia kiểu gì nấp vào một chỗ kiểu gì cũng bị bắt các bạn. Tôi tìm thấy vị trí rất là thích hợp nhá các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ trèo lên cây và trèo lên cái mái tôn đây, tôi làm đây nhá. Thì cái vị trí này là ngay ở đầu cổng, thì hy vọng bác Ngọt đi vào đây, bác Ngọt sẽ tìm ở trong trước và bác Ngọt không có thời gian để quay lại tìm cái chỗ ngoài cổng này nhá các bạn nhá. Thử thách rất là hay các bạn. Đây thì là các bạn đã yêu cầu rất nhiều, thì ngày hôm nay chúng tôi tìm được cái khu chợ này các bạn nhá. Thì diện tích nó rộng khoảng 700-800m² thôi. Thì bây giờ tôi sẽ có 15 phút để đi tìm các bạn nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chợ này các bạn. Chợ này thì bỏ rất là lâu rồi các bạn nhá. Đây các bạn nhìn qua cái cổng chợ thì nó cũng rất là cũ rồi. Đấy, trước cổng mới có cái cây dạng kiểu như là cây gạo hay cây gì tôi chả biết nữa. Đấy. Bây giờ cho các bạn nhìn này. Chợ này thì là cái chợ của xã ngày xưa, nó sử dụng rất là nhiều nhưng bây giờ thì không có rồi. Bây giờ toàn sử dụng chợ của huyện thôi. Đấy thì cho các bạn nhìn một vòng quang cảnh này. Đấy, rất là rộng các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ tìm ở cái khu bên này trước nha các bạn nhá. Tôi nghĩ là với diện tích có 7. Các bạn ơi, bác Ngọt đang đi về đấy, đấy. Đi vào trong rồi. Khoảng 15 phút các bạn. Đây thì đây đều là những cái gian hàng này. Thì không thể nào trốn được các bạn. Không nào trốn được đây. Bởi vì vừa tôi đứng ở ngoài kia nhé các bạn nhé. Thì là không nào trèo lên được cái mái tôn này. Thì chỗ này tôi nghĩ là không có rồi. Các bạn ơi, hôm nay tôi đã cố gắng ngồi là vô trốn tìm chứ. Chưa trốn tìm, chưa trận nào tôi nhất các bạn ạ. Mọi người không được nhảy qua cái tường bao này các bạn nhá. Chỉ được trốn ở trong cái khu chợ các bạn này. Thì luật chơi ngày hôm nay là cho mọi người luồn thoải mái các bạn. Thì các bạn ở bé như này luồn đâu thì tôi chả xích được. Các bạn này. Ở giữa chợ có một cái cây rất là to các bạn này. Không biết là có ông nào trèo lên đây không. Tôi nghĩ cây to như này nó có ma ấy, không ông nào dám trèo đâu. Các bạn này, tôi đang thấy bác Ngọt đang đi ra tìm chỗ mé chỉ tay ra mé nhà vệ sinh rồi các bạn. Chắc cái thọc phòng đàn kia chắc nó bị bắt đầu tiên rồi các bạn ạ. Các bạn mới đi một tí đã hết 2 phút rồi các bạn này. Thì nói chung là thử thách này thì tôi khu nhỏ như này thì tôi không được chạy các bạn nhá, chỉ được đi thôi.
chứ có chạy vèo phát thì hết luôn cái chợ thì làm sao mọi người thoát được. Cây thì không có rồi. Để tiếp tục các bạn ơi, tôi thấy bác Ngoan đang tìm dưới nhà bên dưới nhà vệ sinh này. Chắc là mình lòng vòng không biết có lên đây không, lên đây tôi bắt chặt. Ủa, trong này kính ấy, người ta vứt thì sợ quá các bạn. Tôi cứ thử đi vào đây xem. Tôi ghê các bạn. Ở sau này thì không có các bạn. Chỗ này là kiểu như là chợ người ta bỏ hoang nên người ta vứt rất nhiều mảnh xanh, kim tiêm, chai lọ, vứt rất là nhiều các bạn nhé. Tiếp tục là vào trong nhà vệ sinh này. Cả là trong nhà vệ sinh này là người ta thiết kế kiểu ngày xưa này. Vẫn sử dụng ở cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ lâu ngày nó kẹt vào chặt lắm ạ. Nhưng mà nhìn qua khe này thì không có người rồi. Đây cũng không có. Các bạn ơi, ở trong đây thì nó hơi chặt tí thôi mà tôi chịu khổ quen rồi. Khả năng kè này tôi ăn trăm các bạn. Tưởng thế thôi tìm khó phết đấy các bạn ạ, không phải đơn giản đâu. Đây không có. Nhà vệ sinh đây căn bản là không sử dụng nên rất là bẩn đấy các bạn nhé. Hôm nay thằng nào mà bị bắt đầu tiên thì đẩn nhất tiền các bạn nhé. Đây thì không có. Các bạn ơi, trong nhà vệ sinh này thì tôi nghĩ là ở trên cái tét nước bể là kiểu gì cũng có người. Về tôi thử lên thì xem có ai không nhé các bạn nhé. Các bạn này, đây là con xe ô tô của tôi nhé các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Tôi đã quên đây khoảng độ vài năm rồi. Tôi chưa có thời gian ra lấy ấy. Thì hôm nào tôi ra tôi lấy để tôi về tôi đưa anh em trong tem ra Trần Huy Hưng Húc Hầu nhé các bạn. Cả tôi rất là nghi là ở trên cái bể này có người. Nhưng mà trèo lên giờ tuổi già sức yếu rồi, trèo lên rất khó. Tôi sẽ cố gắng trèo lên phát. Bỏ điện thoại ra cho may. Rơi điện thoại xuống nước ạ. Đó. Vứt đây các bạn nhá. Cố gắng trèo lên. Quần hôm nay mặc cái quần này nó căng quá các bạn ạ. Rồi các bạn ơi. Như vậy người đầu tiên bị bắt là Phòng nhá. Trời bắt người đấy. Phòng ơi. Mày hôm nay đòi làm vua trốn tìm à? Bị bắt đầu tiên. Ôi, đang muốn làm vua trốn tìm mà để bị bắt đầu tiên thế này thì còn làm ăn nước gì nè. Các bạn ơi. Ở đây nhìn kinh thế các bạn ơi. Bẻ này. Sợ nhỉ. Thôi các bạn ơi. Như vậy là Phòng là người bị bắt đầu tiên nhá. Tôi sẽ xem là thời gian là bao nhiêu phút rồi. Thôi các bạn ơi. Như vậy là thời gian đã trôi hết 5 phút rồi. Tôi phải xuống tiếp tục đi tìm người khai tiếp theo. Tôi ngồi trong đây thì cũng hơi ghê các bạn. Chỗ này thì nó hơi chật chội trong này, chỗ này ẩm thấp ấy. Mà con chẳng may mà rắn nó đớp bắt vào chỉ thôi thì tôi chưa vợ con thì đã mất đời trai chết các bạn. Nguy hiểm lắm. Các bạn, thời gian đã trôi hết gần 6 phút rồi nhá. Thì giờ tiếp tục là tôi đã đi tìm người tiếp theo. Các bạn, cái chỗ này thì không có người. Đây thì nó vẫn thuộc khu vực của chợ ấy các bạn nhá. Không biết có ông nào chơi luẩn đằng sau cái này không. Nói chung là luẩn đây thì vừa tôi trèo cái đầu kia là cũng sẽ lộ các bạn. Để tiếp tục tôi đi tìm. Ở đây thì có cái thùng rác này các bạn ơi. Thùng rác này chắc trong tem chắc chỉ có mỗi côn là rút được vào đây thôi. Đây thì không có. Thùng rác ông nào vứt cả lại chuối vào, sợ thế. Ở rìa này không biết có người trốn không các bạn ơi. Ở rìa này nó có rất nhiều rác bẩn thỉu này. Tôi nghĩ là rác như kia bẩn thì không ông nào dám trốn đâu. Thì cái kèo mắc chơi ở chợ này hôm nay tôi nhất định tôi sẽ chiến thắng các bạn ạ. Thằng nào hôm nay mà không thắng ấy, thì thằng đấy là chó nhé các bạn nhé. Còn thằng nào bị bắt đầu ấy là thằng đấy đần độn ngu si nhất tem nhé các bạn nhé. Các bạn tiếp tục xung quanh này là có những cái chuồng chó hay chuồng mèo hay chuồng gà gì. Anh còn đang đi ra đây rồi nhé các bạn. Tôi đi luồn đây các bạn này. Tôi luồn. Nhá. Thì tôi nghĩ là không ông nào vào đâu. Ông nào vào là chó gà nó nhảy loạn lên là không tìm được các bạn. Đó. Thì là về tiếp tục và tôi sẽ tìm ở cái rìa này các bạn này. Lại tôi sẽ lại dự đoán kết quả thằng nào bị bắt đầu tiên nhé các bạn nhé. Thì theo các bạn thì thằng nào là thằng bị bắt đầu tiên. Theo tôi thì khả năng là chắc là thằng Vinh rồi các bạn ạ. Vì thằng Vinh nó không biết trốn đâu các bạn ơi. Cái ở kia là những cái chuồng gà của nhà người dân nhé. Thì chúng tôi là không được chơi, không được lấp ở xung quanh đấy các bạn. Vì chẳng may mất gà thì lại mang tiếng các bạn. Các bạn ơi, ngày xưa tôi thấy bảo là chỗ này là có một ông thất cổ ở đây ấy. Không biết có phải không mà tôi thấy ghê các bạn. Tại vì là cái chỗ gian này ấy,
Thế ở chung đoạn này ngày xưa thằng bạn có ông thách cổ đúng gian đoạn này. Tôi cảm giác chỗ này giờ ngủ đây cũng hơi ghê các bạn. Đến cái khu gian này các bạn, ngày xưa là tôi nhớ là lúc tôi còn nhỏ là hay sang đi sang cái chợ này các bạn, đi cùng mẹ. Đi sang đây kiểu như là mua chó, mua mèo. Ngày xưa là chỉ có cái chợ này mới bán chó bán mèo thôi. Đấy. Ở đây là có cái gian này không biết là có ông nào giúp ở đây không. Trong này không biết là có ông nào không. Ô, các bạn ơi, bắt sống một ông rồi. Ui, đây là Vinh tiền lẻ đấy các bạn ơi. Chỉ một tít trong đây cũng bắt được, mang vào đây. Vinh ơi, mày cứ tròn đủng trong này à? Tròn đủng rồi. Đây, con rắn đây nó lao lên, nó mổ phát vào chỉ đi, nó hỏng cái chỉ. Đây, đây, người tiếp theo để bắt nhà Vinh, mày có nghĩ gì khi mày chui đây? Cháu chui vào đây là kín lắm rồi các bạn. Ui. Các bạn ơi, anh Ngọt đang đi tìm ra đầu kia rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến thuật luồn cùng quanh cái nhà vệ sinh này nhé các bạn nhé. Nhanh lên không bắt Ngọt, bắt lại nhìn thấy thì quẳng các bạn. Các bạn, như vậy là thời gian đã trôi hết 7 phút rồi nhé. Thì tôi đã bắt được hai người, Phòng Vọt Phẹt và Vinh Tiền Lẻ. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm hai người còn lại các bạn nhé. Đó là Côn và Hiếu Thủ Tề các bạn. Đấy, ở những cái gian này thì cũng rất là khó các bạn ơi. Tôi nghĩ là ở đằng sau cái mái tôn kia là mọi người sẽ trèo lên đấy các bạn ạ. Thôi các bạn ơi, đằng kia hình như thằng Tiếng, thằng Vinh nó bị bắt rồi sao các bạn. Thì bây giờ tôi phải di chuyển sang bên này đây các bạn ơi. Không, bác Ngoạt đi ra gần đây rồi. Thật sự là chỗ tìm đây mà nó nhỏ này mà cũng khó quá các bạn. Bởi vì ở trên này nó có mấy cái mái tre này các bạn ơi. Thì là bây giờ phải làm cách nào để tìm được các bạn. Cũng khó. Mới chỉ bắt được hai người. Phòng với Vinh thì hơi tù tà thì bị xích đầu tiên. Thì tiếp tục tôi sẽ đi tìm Hiếu với cả Côn nữa các bạn. Bây giờ tôi chơi trên thuật luận thì bác Ngọt đi mé nào mà cứ phân tích kiểu này có khi tìm tôi cả đời chả bắt được. Các bạn ở cái khu vực chợ này nó chỉ có khoảng tầm 800m2 thôi. Mà sao mọi người trốn nào kỹ thế nhỉ? À đây các bạn ơi, ở mới trên cái mái này thì mình có thể nhìn thấy luôn nhé các bạn nhá. Chéo đầu này. Nếu mà muốn tìm cái mái bên này thì nhìn bên sang bên này là cũng thấy này. Đấy, thì đây thì không có. Tề trời hôm nay khá là lắng lôi này các bạn ơi. Nhưng mà tôi vẫn mặc quần áo cộc này đi quay clip. Đấy, các bạn bảo tôi làm gì mà đen thế thì các bạn nhìn thế này là các bạn biết nhé. Thử tìm ở trong cái đống kính này xem có nhé các bạn nhé. Thế đây là cái chỗ kính ở người ta mang lên người ta để ấy các bạn ấy. Nhưng mà không bắt được ông nào nữa, cái hơi vô lý nhỉ. Cái chợ bé tí mà cái mắt mũi này mà không xích được ông nào. Đây không có à. Khó thật đấy các bạn ơi. Thế này với các bạn ạ, bây giờ mà cái chợ nào của huyện mà trốn ở chợ huyện nó to như thế thì khả năng là không tìm được các bạn. Hôm nay mà video này mà được nhiều like, tôi sẽ trốn tìm ở cái chợ huyện các bạn. Chợ huyện nó to. Nhưng mà chợ huyện thì đa số thì nó lại không bỏ hoang cơ. Đấy, thì ở trên cái mái tôn này các bạn nhá. Đây là mái tôn, chỗ này là gần cổng này. Thì tôi vẫn nghi là có người trốn đây. Giờ tôi thử ra xem có ông nào trốn không nhá. Vừa thằng Phòng Lan bị bắt ở trên nóc này nha các bạn nhá. Thì thằng đấy nó đã ngu rồi, không biết tính toán các bạn ạ. Đã đần rồi lại còn không biết hỏi các bạn ạ. Sao nó ngu thế không biết được. Các bạn ơi, ở sau cái mái tôn đằng xa xa kia là tôi nghĩ là đằng sau đây kiểu gì có người nhưng mà vẫn chưa tìm cách nào để trèo lên được. Trèo lên nó rất là khó, kiểu mình một mình cầm máy quay ấy. Và tất cả cái gian hàng giữa thì tôi chưa tìm các bạn nhá. Thì ngày hôm nay là được luồn mà. Khả năng tôi thử đi ra phía ngoài cổng chợ này. Họ nhìn Ui các bạn ơi. Hình như bác Ngọt lại đi ra đây rồi sao ấy. Tôi không nói nữa đây các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, lại bắt được người tiếp theo nhá. Rồi các bạn ơi. Ôi, đây là Phương Côn nhá. Phương Côn nhá. Bắt được những ai rồi? Bắt được 3 người rồi. Ôi các bạn ơi, ô sức Côn đây. Dạ. Vừa nãy ta đi tìm từ ngoài này vào mà không thấy. Luẩn à? Cháu luẩn, cháu ra tận đây mà bác không nhìn thôi. Gần kia đâu nhìn thấy tận đây được. Rồi các bạn ơi, những người tiếp theo bị bắt là Côn nhá. Giờ tôi sẽ đi tìm lốt thằng Hiếu đần nữa các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 12 phút rồi các bạn nhá. Thì tôi mới chỉ bắt được 3 người thôi. Phòng Phật Phẹt, Vinh Tiền Lẻ và Phương Hữu Côn. Bây giờ còn Hiếu Tổ Tè nữa. Hiếu Tổ Tè thế mà hôm nay lại mạnh đấy nhỉ. Chưa bị bắt các bạn ạ. Giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm Hiếu các bạn nhá. Khả năng là thằng Hiếu nó sẽ luồn quay lại cái chỗ khu đằng nhà vệ sinh này các bạn. Tôi sẽ vào khu nhà vệ sinh này tôi tìm. Thì vừa sáng nay tôi gặp Vân Anh vợ ông Vinh ấy. Tôi thấy chân tay nó nhiều vết bầm tím quá các bạn.
thì tôi sẽ trích ra đủ 200-300 nghìn nữa để thằng Vinh nó mua thuốc về cho vợ nó để đỡ bầm tím nha các bạn ấy. Không hiểu thằng Vinh cho nó ác độc thế không biết được. Tọa tôi nghĩ là thằng Hiếu là nó sẽ chơi chiến thuật là lủn đằng sau cái nhà vệ sinh này các bạn. Đấy. Hay là giờ lại giúp nhà vệ sinh, tôi vẫn phải tìm lại thử xem nó có giúp vào đây không các bạn ơi. Hiếu thì trước khi đi chơi trốn tìm thì tôi thấy bảo nó em một ỉa, nhưng không biết nó có chui về được ỉa không. Khả năng không có các bạn. Đây không có các bạn. Tôi thử sang vào phòng bên này tìm lại. Nhưng mà thằng Hiếu này nó cũng khôn, nó không thể nào nó giúp vào một chỗ đâu. Các bạn ơi, tôi đang thấy tiếng anh Ngọt đang đi ra mé này nhé các bạn nhé. Thì bây giờ tôi lại luồn về đằng trước này nhé các bạn. Các bạn ơi, thời gian đã trôi hết 13 phút rồi chưa tìm được Hiếu tổ tề các bạn ơi. Ba ông thần bắt đầu tiên đã ra đây ngồi nghỉ, ngon nhỉ. Hiếu hôm nay nó mạnh cái này kiểu gì tí nó nói mày. Thế về nó lại lỡ mồm gáy thằng nào bắt đầu thế mà cũng bắt đầu đi. Hiếu kệ nó đi bác ơi, Hiếu nó có bao giờ thắng được đâu. Nó mà thắng được một clip thì nó gãy thì kệ nó đi bác ơi. Gãy thui rồi à? Dạ. Ôi các bạn, thời gian đã trôi hết 13 phút rưỡi tôi lại đi tìm thôi. Không, Hiếu hôm nay mà nó thắng rồi nó gãy cả tem chắc rồi. Không ai nghe được các bạn. Anh Ngọt anh đấy lại không đi ra vòng mé này. Mọi lần anh Ngọt anh đấy khôn như chó cún nhà tôi ấy. Nhưng sáng nay tiền lại ngu hơn con đót các bạn ạ. Các bạn, thời gian đã trôi hết 14 phút rồi các bạn nhé. Trong mấy cái gầm mô tô này thì tôi nghĩ là thằng Hiếu thì nó không thể là nó giúp được các bạn. Chẳng may bây giờ đang giúp đây, xong lại người ta phi ô tô đi cái là bẹp thôi các bạn ơi. Thời gian là trôi gần hết rồi. Còn 30 giây nữa thì tôi nghĩ là không thể nào đủ thời gian để đi tìm Hiếu tổ tè rồi. Thằng này hôm nay luẩn hay thế rồi. Không có chỗ nào để trốn tôi nó thật. Ở cái khu chợ này thì nó quá bé rồi. Nó chỉ có mấy cái gian hàng như này thôi. Các bạn ơi, tuy nhiên tôi ngồi đây thấy mùi tôi thối các bạn ạ, tôi không biết ở đâu. Ui các bạn ơi, tôi ra mắc cái chó rồi các bạn ạ. Chết rồi các bạn, ra mắc cái chó rồi các bạn. Và các bạn ơi, như vậy là Hiếu tổ tề đã người chiến thắng rồi. Thì không biết là nó trốn đâu Hiếu ơi. À Vinh ơi, thằng Hiếu ở đâu ấy? Sao bác đần thế? Hả? Thằng Hiếu vừa nó bảo buồn đi ỉa xong nó luồn vùng quanh trong nhà vệ sinh thôi. Tổ tè. Ê, vừa đây tôi cứ tìm khả năng nó vẫn xoáy quanh sau cái nhà vệ sinh các bạn ơi. Sau ấy không phải ở trong nhà là vệ sinh đâu bác. Ý vừa tao cũng tìm rồi mà. Thế bác tổ tè mà không đi ra về. Hiếu ơi. Đây. Ra đi. Đây các bạn ơi. Ngon thế. Mày vừa hôm nay mày chơi luẩn đúng không? Anh có bảo là cấm chơi luẩn anh đó, không chơi luẩn đâu. Ý anh bảo là mày chơi luẩn thì mày mới thắng. Chơi luẩn thì sao, luẩn mấy thằng đần kia có biết luẩn đâu mà. Ngon nhỉ. Thôi các bạn ơi, như vậy Hiếu đã là người chiến thắng nhá. Thôi các bạn, như vậy là thử thách trốn tìm ở khu chợ bỏ hoang ngày hôm nay thì Hiếu tổ tề đã là người giành chiến thắng nhá. Và có 1 triệu chúc mừng em. Các bạn ơi, thế quá nào thằng Hiếu nó lại thắng được nhỉ các bạn nhỉ. Ngon. Tôi nói thật, tôi nói thật với các bạn, bao hôm nay tổ tề biết gì đâu. Anh Ngọt có bảo bọn anh là cấm chơi luẩn đâu, sao mà anh cứ rút một chỗ làm gì để bị bắt. Ờ nhờ mình quên mất các bạn ơi. Mọi lần bọn anh khôn lắm, sao hôm nay bọn anh tổ tề thế. Ờ các bạn ơi, đây là một cái video rất là thú vị của các bạn yêu cầu nhá. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ, cũng như là muốn anh em chúng tôi trốn tìm đâu hãy comment phía dưới. Một lần cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.